Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn một món ăn mới, đó là món sườn kho tiêu hoặc là còn gọi là sườn răm mặn. Và để thực hiện món ăn này thì các bạn sẽ chuẩn bị các nguyên liệu bao gồm 3 đến 400 g sườn heo. Sau khi mình đã rửa sạch với nước muối pha loãng và mình chặt cái từng cái khúc nhỏ như thế này. Tiếp theo đó là đường. Đường thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình khoảng là 2 muỗng canh đường. Tiếp theo đó là 2 muỗng canh nước mắm, một ít tiêu xay. Và đây là ớt. Ớt sau khi mình đã bỏ hạt và mình sắc sợi như thế này. Còn đây là hành tím. Hành tím thì mình sẽ sắc lát ra để một chút nữa mình sẽ trụng cái phần sườn heo ha. Tiếp theo đó là đầu hành lá băm. Nếu như các bạn không thích thêm cái phần đầu hành lá băm thì cũng được. Ở đây mình cho vào thịt nó sẽ thơm hơn. Tiếp theo là hành tím và tỏi băm. Và đây là các gia vị khác như là nửa muỗng cà phê bột ngọt, một muỗng cà phê muối và một muỗng cà phê hạt nêm cũng như là dầu ăn. Cùng với đó là nước lọc, các bạn sẽ chuẩn bị thêm là khoảng 100 ml nước lọc. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt tay vào thực hiện món ăn này nhé. Đầu tiên thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình lên bếp một cái nồi nước như thế này ha. Bây giờ mình sẽ bắt nước sôi lên. Giờ mình sẽ cho hết cái phần sườn heo vào. Mình cho vào đây hành tím sau khi mình đã sắc lát đó. Nếu như mà các bạn mà có rượu trắng thì các bạn có thể cho rượu trắng vào đây luôn cũng được. Nó sẽ khử hết cái mùi hôi ở trong thịt. Bây giờ thì mình sẽ trụng sơ cái phần sườn heo này trong khoảng chừng là 2 phút. Kể thời gian bắt đầu tính từ khi là thịt của mình bắt đầu sôi ha. Rồi, thịt của mình sau khi đã sôi được khoảng 2 phút thì bây giờ mình sẽ tắt bếp và mình sẽ vớt ra. Mình lấy một cái rây các bạn, mình vớt ra và sau đó mình sẽ rửa sạch lại với nước lạnh ha. Để cho nó hết cái phần bọt ở trong thịt đó. Bước tiếp theo nữa là các bạn sẽ đi ướp thịt ha. Mình sẽ cho hết cái phần sườn heo vào cái tô. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái phần tỏi và hành tím băm vào, mình cho hết vào luôn. Tiếp theo đó là đầu hành lá băm. Đầu hành lá mình đập dập sau đó mình băm nhuyễn đó các bạn. Rồi tiếp theo nữa, các bạn sẽ cho vào đây một muỗng canh đường và 2 muỗng canh nước mắm. Về cái phần nêm nếm thì các bạn có thể nêm nếm tùy theo khẩu vị của gia đình mình nha. Rồi tiếp theo đó là hạt nêm, một muỗng cà phê hạt nêm ha. Cũng như là một muỗng muối. Còn cái phần bột ngọt thì sau khi thịt của mình nó đã chín và mình sẽ mới cho vào nha. Tiếp theo đó là tiêu, mình sẽ cho vào đây một ít tiêu xay. Rồi bây giờ mình sẽ ướp thịt trong khoảng 15 phút. Bước tiếp theo các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái nồi. Thì mình sẽ cho vào đây một ít dầu ăn. Mình cho vào đây một muỗng canh đường để mình thắng nước màu. Đường của mình sau khi nó đã tan hết rồi nè các bạn và nó bắt đầu dẻo ra, bây giờ mình sẽ chỉnh lại ở cái mức lửa nhỏ. Lúc này mình sẽ khuấy đường nhanh tay hơn để đường mình không bị khét á. Sau khi mình thấy nó vừa sủi bọt lên ha, là mình sẽ cho thịt vào. Mình sẽ cho cái phần sườn heo sau khi mình đã ướp được 15 phút á. Nè các bạn, bây giờ nó vừa sủi bọt rồi ha. Mình sủi lên như vậy rồi. Thêm một tí nữa. Rồi, sủi lên như vậy là được rồi nè, màu đẹp rồi.
mình sẽ cho thịt vào, mình để mức lửa nhỏ nhất nha các bạn. Màu rất là đẹp luôn á. Nếu như mà các bạn mà để cái nước màu mình lâu quá nó chuyển sang màu đen thì nó sẽ rất là đắng và nó không có còn ngon nữa, không đẹp mắt nữa. Nên là khi đường của mình nó vừa sủi bọt lên như lúc nãy mình nói, vừa sôi lên cái là mình cho thịt vào liền. Rồi ha, bây giờ thịt của mình đã đều màu rồi ha. Bây giờ thì mình sẽ cho lên cái mức lửa là vừa. Ví dụ ở đây là mình có 6 số thì mình sẽ cho lên số 2. Rồi các bạn sẽ cho vào đây là 100ml nước lọc. Đối với món này thì các bạn sẽ đậy nắp ha. Sau khoảng là 20 phút ha. Bây giờ là thịt của mình đã được như vậy rồi, nước bắt đầu cũng đã gần cạn rồi. Bây giờ mình sẽ cho cái phần bột ngọt vào ha. Rồi bây giờ mình sẽ ninh thêm khoảng 5 phút nữa là mình sẽ có thể tắt bếp rồi. Mình vẫn để ở cái mức lửa nhỏ nha. Như vậy là mình đã ninh thịt trong khoảng 25 phút ha. Bây giờ thì mình sẽ tắt bếp. Rồi, rất là ngon luôn. Màu đẹp quá vậy. Rồi bây giờ mình sẽ cho nêm ít tiêu. Sẽ nhắc xuống nè. Bây giờ mình sẽ cho ra đĩa ha. Hôm nay thêm ít tiêu xay. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong món sườn kho tiêu, hoặc là còn gọi là sườn răm mặn. Rất là ngon và rất là đơn giản để thực hiện. Chúc cho các bạn sẽ thành công. Và nếu như các bạn thích món ăn này của mình thì đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những món ăn tiếp theo. Bye bye.